Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì tới thời điểm hiện tại là cho tới thời điểm hiện tại là nói chung là tôi chưa có cày cấp luôn anh em. Nhưng mà hồi nãy tức một cái là tôi up lên whip 16 rồi anh em thấy không? Tôi up lên whip 16 rồi mà tôi có tướng được nhiều thứ lắm nhưng mà tôi quay xong cái tự nhiên cái nó bị cúp điện. Đậu xanh anh em cay không? Đang quay ngon lành tự nhiên bị cúp điện. Cho nên là bây giờ là chỉ còn mấy cái gương tướng đồ này kia thôi. Với ngọc đồ này nọ với whip thôi anh em, chứ còn mấy kia là tôi chịu rồi, tôi bó tay rồi. Ok, thì còn những cái phần thưởng whip này tôi chưa kịp nhận luôn đó, còn những phần quà nạp tích lũy ngày đồ này kia tôi nhận rồi mà tôi quay cái bị cúp điện ngang á. Rồi ok, thì còn những phần thưởng còn lại cũng may là còn những phần thưởng còn lại, và đây không phải series nha anh em, thì cái này mình update sáng sớm cho anh em xem cho nó giải trí đầu óc được thôi. Đó, đây là những phần thưởng này, ngựa ha, đây là con tướng hén chọn nha. Đó, cái mốc này là mốc VIP 10, VIP 14 và VIP 15 anh em mình sẽ được gì? VIP 15 anh em mình sẽ được một cái cẩm nang kim nè. Đó, và một cái hệ biến hình kim luôn nha. Từ thể biến hình kim luôn. Rồi cái mốc cuối cùng mình sẽ được là hai con tướng tấn nữa. Và một cái cẩm nang nữa và thêm bốn cái này. Thì cái này là set củ tiêu luôn anh em, hoặc là hai bảo vật lẩu đồ này nọ anh em muốn lấy gì lấy đó nha. Cái mốc 2.500 tệ. Đó thì có nhiều anh em đang thắc mắc là được một nếu mà muốn lấy một trong những cái gương này thì sẽ được những cái gì, thì đây mình sẽ cho anh em xem luôn, mình sẽ cho anh em xem cái con đây. Nếu mà anh em muốn được những cái gương mà được tôn sách hoặc là chí thánh gia cát lượng á thì anh em sẽ đạt điều kiện là không phải là có đe là có nha anh em nạp cái mốc, có hai mốc để anh em nạp, là cái mốc đầu tiên nạp tích lũy là 500 và cái mốc thứ hai nữa là cái mốc nạp tích lũy là 1.000. Nếu mà anh em nạp đủ 1.000 tệ là tự nhiên sẽ được cái gương này thôi. Đó, mình thì đủ rồi nè, mình thì đủ hai 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 gương rồi nè. Đó, mình sẽ chọn hai con tướng luôn cho anh em phê, xem nó phê luôn đó. Và nhiều mốc được tướng này lắm nha anh em, có nhiều mốc lắm. Còn về sau là những cái gương 2.500 tệ, gương tướng, gương chọn danh tướng cam rồi này kia đó, thì mấy cái mốc đó thì từ từ sau này anh em mình tính đó. Thì cái anh em cứ đầu tiên cứ lo cái mốc 1.000 tệ được hai con tướng hén, mà gọi là hai con tướng hén hot đi, rồi mấy cái mốc kia thì anh em tính sau cũng được, không sao hết, đừng có vội anh em, cứ từ từ đó. Anh em mình không có điều kiện thì cứ từ từ thôi, 500 tệ cũng bình thường thôi mà. Đợt trước series khơi khơi tôi làm cũng 2.000 mấy tệ à, chứ không giỡn. Tại vì biết sao anh em, cái server này mà nạp có 2.000 mấy tệ mình đã lên không em biết sao không? Tại vì bên này whip 12 chưa dơ, mình đã whip 12 rồi mà, cho nên những móc kia là mình bỏ qua bên. Anh em chỉ cần 2.000 mấy tệ, 3.000 tệ thôi là lên bà đã whip 16 rồi, cũng rất là dễ chơi. Nó giờ thì gương tôi quá trời luôn nè anh em, thấy không? Dịch ký, và bây giờ mình sẽ lấy set củ tiêu trước đi. Thì bên này nó chưa up củ u, nhưng mà mình lấy củ tiêu trước cũng được rồi. Trong này gương quá trời đồ luôn á. Đây nè, thì anh em thích chọn nào, chọn củ tiêu nè hay là chọn bảo vật đó, thì thích gì đó là lấy cái đó nha, chứ không gì dân á. Tôi thì bây giờ tôi cũng chưa cần cái bảo vật này cho lắm, cho nên tôi sẽ lấy full cái gương kia luôn, full gương củ tiêu luôn đó. Đó, 10 gương nha. Và bên này hai con tướng cam này thì bây giờ đầu mình anh em mình thích đi ải, thì hai con dinh, hai con thú này thì mình lấy đại nó, hai con bạch hổ đi đó. Thì về sau thì mình cặn gì đó mình tính sau. Thẻ này bây giờ là mình sẽ đi qua thẻ gì đó, à, ngụy hay thục hay quần hay ngô gì đấy, muốn lấy gì lấy đấy nha, từ từ. À, bây giờ mình sẽ lấy cái sổ kích hoạt tướng cho nó đã, mình thoát Facebook anh em. Bây giờ nhiều nhiều anh em xin code hay này nọ nhắn tin nhiều quá. Đây mình sẽ lấy những cái con tướng gọi là kích, kích mở nó sổ, cái nào kích sổ là mình lấy hết rồi anh em, cái nào lấy kích sổ được là mình lấy hết luôn, không có chừa cái thằng nào chứ. Nè, lấy này, kích sổ nè, tôi nói thiệt ông, mấy ông là hai con tướng đó thôi là nó lấy gần hết tướng luôn, hết tướng kim với tướng hén tấn luôn á. À, mấy ông thấy ông quần luôn nè, tướng kim nè. Hiện tại tôi chưa có cày level được luôn, này là tôi quay tối luôn nha, tại vừa nạp whip vô á cái bắt đầu mình tôi quay luôn. Rồi một dàn tấn anh em thấy không, toàn là sáu tướng không, của hai thằng quỷ đó, chỉ có hai thằng quỷ nữa thôi mà anh em thấy bao nhiêu là cái sổ tướng. Lấy đại đi nha anh em, nữa có gì thiếu mình mua nhưng gì chứ. Cái này là bây giờ là đầy luôn nè, bây giờ nó lỡ đi kích hoạt không được sổ thì kệ đó.
Nó quan tâm lắm. Tống nhan thì giờ đủ level mình mới lấy được ha. Rồi, tất cả những gì cần lấy là mình đã lấy rồi. Giờ củ tiêu thôi nè. Củ tiêu bây giờ đang có 10 thì hai cái này, hai tám, hai vũ khí nè. Và hai cáo. Hai chiếc giày. Hai cái nón. Ok, hai chiếc giày. Rồi mình lấy thêm một chiếc giày, một cái nón nữa. Chiếc giày với lại một cái nón hoặc là một cái áo cũng được nha em. Mình biết của bà à, cho nên còn hai món là đủ rồi. Thôi mình qua đây một tán bà nó món bên đầu bên này nè. Mình đang có 500 mấy chục ngàn vàng, vàng quá trời luôn. Tôi không biết số đó là nhiêu nữa, cậy đi em. Số nhiều cậy đó. Mình tính sao cái vụ số đó đi ha. Giờ mình kiếm củ tiêu cái đã. Đây set củ tiêu nè. Món củ tiêu này mình lấy thêm món nữa là mình hồi nãy mình lấy cái gì gì trời. Nãy mình lấy cái gì dữ gì rồi, mình đang thiếu cái vũ khí. Nãy mình lấy nón hay lấy cái áo gì trời bác. What? Để tôi gắn cái anh em, để tôi đang bị gối. Nhiều quá, tôi đang bị gối, tôi đang bị gối, đem từ từ đợi tôi gan. Một củ tiêu nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Bảo vật thì bây giờ từ từ tính sao đi, tính đồ trước đã. Một nè. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Đó, bảo vật thì tính sau luôn nha. Rồi nãy chiếc giày là chắc chắn rồi. Áo hay nón đây? À chắc cái áo. Vậy là mình lấy thêm cái nón cái gì đâu, vậy là mình đi sắp full củ tiêu luôn. Nhưng mà sắp full củ 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 tiêu rồi. Vậy lấy thêm cái nón nữa không? Cái nón thôi mà, gì đâu cắn. Cái nón 120 mảnh. Ôi trời. Trời 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 trời. Bây giờ nó ship qua bên. Bây giờ mình chưa đủ level để ghép củ tiêu. Mình chưa đủ level để ghép củ tiêu. Và danh tướng đâu này nọ anh em mình cũng chưa có nhận được. Nó nằm ở dưới kia kìa, từ từ tới bữa nào. À đây đây đây, của tiêu được đây nè. Đậu xanh. Còn danh tướng là anh em biết rồi đó. Danh tướng thì tôi có sẵn quá khứ bệnh đều các kiểu con điểu rồi. Nhưng mà bây giờ chưa đủ level, nó chưa có cho mình lấy đâu. Từ từ nha. Thì cho nên những cái phần thưởng mà bên nạp móc tích lũy đó, từ từ mình sẽ cho anh em xem sau. Và anh em nên nhớ là bây giờ thì cái vụ code đồ này kia thì nó cũng hơi bị gối nhiều. Tại vì anh em đăng ký lộn kênh á, thì anh em đăng ký lộn link á, thì để nhận code được bên mình thì phải đăng ký link dưới phần mô tả mình để sẵn nha anh em, mới nhận được code nha. Chứ mấy ông đăng ký bên kia mà mấy ông qua đây nhận là tôi không có đưa được. Không phải là tôi tiết kiệm một cái code, nhưng mà vấn đề làm chỗ anh em làm theo hướng dẫn xong hết rồi, nhưng mà anh em đăng ký ở bên kia thì làm sao mà tôi phát code cho anh em được. Cho nên là anh em phải đăng ký ở bên đây và nhận code ở bên đây, làm theo hướng dẫn bên đây. À nó hai bên khác nhau nha, thì cùng một game thôi nhưng mà khác bên, khác đại lý chỉ đơn giản như thôi. Ok, mình đã trùng sinh cho nó lên luôn. Và ngày đầu tiên là tôi đồ tôi khá là nhiều anh em, ba set củ tiêu, gần ba set củ tiêu rồi. Qua tuần sau là tôi được thêm set củ tiêu nữa rồi đấy ha. Còn ngọc là tôi đầy rồi, anh em yên tâm. Đó. Series này tôi sẽ làm một phát build 3 chất lượng trên từng hạt gạo cho anh em xem. Bây giờ là tôi chỉ tập trung vô và cày level và cày level thôi. Cày level là và cày level thôi anh em à. À, đây là những cái phần thưởng có thể nạp nè, nhận này. Anh em thấy không? Quá giờ anh em nạp. 120 mấy anh em đã nạp rồi. Cho nên anh em nào mà nhận nạp nhiều thì mình nhận thưởng nhiều chứ không có gì. Đó. Quá nhiều rồi. À, vì cái quà từng hay quà này thì đó thì mua nhận là nó. Bây giờ là cái gì tôi cũng mua được hết á. Trừ mấy bình rượu này, mấy hồn tướng này bỏ nha. Đó, thằng binh nè, thằng binh cam. Ui thật kim đại, kim đại. Ôi cái này luôn nè, cái này luôn nè. Đó, thằng binh nè, nó thằng binh đỏ bỏ nè. Đó mua tút tuột tuột, mua full. Mua full đụng cái gì cũng mua. Coi trong cửa hàng này có cái gì là mua luôn. Đây. Thì đồng thu ngọc là cái cẩm nang mình đang rất là cần ở giai đoạn này đúng không? Chơi không anh em? Hồi đó giờ tôi hơi khoai cái này. Cái này khó kiếm vé nồi luôn. Tôi hơi phai nó rồi đó. Rồi ok, còn được 540 ngàn ngọc. Mình sẽ mua thêm một cái gì nữa đây. Những cái mà cẩm nang mà ở đầu game này bá bá là tôi chức dứt hết luôn á chứ. Tôi không khai. Nhiều khi tôi không muốn xài cái này em, nhưng mà tôi lại muốn xài cái này. Chơi luôn không? Chơi luôn anh em. Chơi luôn. Hấp thụ.
hấp thụ mà đi dư ra các lượng hoặc là tào tháo đồ này kia nó mạnh thì vừa gì, mà những cái cẩm nang là những cẩm nang cần không á nha, mình không mua là không được. 150 mua mà em cần à, mua luôn. Tao là tao mua sẵn luôn, bây giờ chưa xài cẩm nang được nữa chứ. Quên thôi, từ từ, chưa xài cẩm nang được mấy ông à. Vào từ từ, từ ra bữa đi, ngọc còn 500 mấy vô gà để hết thì mình tính tiếp. Không có gì chứ. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Và cái series chiều vào lúc 5:30 mình sẽ cày lên được level bao nhiêu thì anh em cứ đợi và hóng nha. Bye bye anh em, chúc anh em xem video vui vẻ.